Nó sẽ đi lên cõi trời lên chấp chân nó quay về cõi địa ngục là cái đáy dưới. Thì cái đáy dưới nó trượt, nó chìm xuống dưới. Rồi là trượt. Chớ lên trên nó thanh, lên trên thanh.
mùa nồng vậy? Đang bay bay rồi, mới mùa đúng bay.